Hey, hello xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Thanh Nhã TV nha mọi người. Cũng lâu lắm rồi chưa có đăng clip bên này nha mọi người. Thì hôm nay anh em mình sẽ có một cái show múa lăng ở ngoài một cái tiệm net nha, không phải tiệm bán dụng máy tính với net luôn. Không. Net luôn hả? Net hồi đó luôn là net luôn. Nhưng mà bây giờ giờ net luôn, còn... mở net luôn á. Mở net lại luôn hả? Dạ đúng rồi. À thì ngoài nó gành bên mấy cái vụ game bọng gì đó. Như một tám một tay mà. Không có thôi, không có đi chơi. Thì muốn biết net hay không hồi ra ngoài mình quay là biết không mọi người. Thì ngày hôm nay là có đầy đủ anh em đây hết để đi ra ngoài quay múa khai trương ra ngoài nha mọi người. Bóng. Ra ngoài múa khai trương nha mọi người. Thì bây giờ mấy đứa nó chuyển đồ đi trước rồi. Giờ anh em mình bắt đầu đi ra ngoài nha. Thì hôm nay có đầy đủ mặt hết trơn nha mọi người. Tại vì tối cũng hơi quá hớp cho nên là sáng cũng có hiếu xíu. Tối hôm qua là làm sinh nhật trong nhà mình đó mọi người, rồi ăn nhậu tới khuya, rồi sáng rồi hức, nhiều khi mấy hẳn hức nổi. Giờ mình cũng xỉn ngủ rồi. Ok thì giờ anh em mình bắt đầu đi lại đằng chỗ múa luôn nha mọi người. Đi. Thì bây giờ tới đó mọi người. Đây là cái chỗ hồi anh em mình sẽ múa. Có sân khấu rồi, sẽ lên sân khấu múa nha mọi người. Biểu diễn trên. Đồ đây thì anh em mình diễn xuống rồi. Rồi hồi đợi xíu nữa rồi gáp gồng, gáp bọng rồi thủ sẵn hết. Hồi vô là bập liền. Ngày khai trương là phải vui vẻ. Đúng rồi. Đây, mình đi bằng chiếc này lại nha mọi người. Sao rồi, phải gì rồi. Tại sao? Đây rồi, nói chuyện thực tế quậy qua. Không, mình chiếc này nè. Trở về đi muốn lăn là đi chiếc này không à. Bây giờ không nắng. Nó nắng nó đen đi chiếc này. Đây, để nói chuyện đi. Sao vậy? Đi đâu rồi? Nó không tin vậy. Bây giờ sẽ là dạo trống nha mọi người. Đây quýnh lớn hả? Lớn rồi, quýnh dưới nắp. Treo về là vừa nè. Treo lên trước, lỗ ngang ngang ra. Quýnh hồi ra cũng nổ, cũng nghỉ luôn. Rồi. Thank you.
ok cả nhà, thì hôm nay mình cũng đã đến cái shop khai trương rồi. Thì giờ để mấy anh em chú cháu mình vô hỏi anh chị rồi hôm nay ngày khai trương có được chương trình khuyến mãi giảm giá cái gì đó, thì mời cả nhà mình đi theo mình nha. Ok. Ồ, đẹp quá. Đây đẹp ha. Ở đây là bán những dụng cụ gì máy tính rồi. Giờ hỏi anh đi. Đây tặng gì chị? Nhất. Em vô đây đứng cho mày đi, đứng cho mày đi. Anh mày chút nha. Xin giới thiệu với cả nhà mình, đây là anh Nhật, là cũng chủ cửa hàng của tiệm phụ kiện máy tính Skynet. Công ty máy tính. Yeah. Thì anh Nhật ơi, cho em hỏi hôm nay là mình khai trương, mình có shop, mình có chương trình khuyến mãi ha. Hôm nay công ty bên em ngày 4 tháng 12 khai trương trở lại. Yeah. Thì bên em có rất là nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng. Yeah. Linh kiện máy tính giảm giá lên đến gần 50%. Wow. Yeah. Phụ kiện máy tính giảm giá 50%. Các thứ là rất là nhiều. Anh em cứ tới build máy chắc chắn sẽ có rất là nhiều quà tặng cho anh em. Thì không giấu gì mọi người, thì lúc mình mới làm YouTube tới giờ thì đồ máy tính đồ thì mình cũng mua ngoài anh hết chị đó. Anh mua ngoài anh chị hết, đồ mà mình xài mình chỉnh video hay là cái gì đó mình đều mua của anh chị hết đó mọi người. Nhưng mà đây là lúc cái tiệm chưa có làm lại, giờ làm lại khai trương mới rồi. Thôi em chúc anh chị khai trương một phát nha. Rồi, cảm ơn em nhiều lắm. Dạ. Thì mọi người ở xe đét, ủa em nghe nói bữa này là mình bán máy không chứ mình đâu có mở tiệm net đúng không? Hiện tại thì anh bên anh chỉ thi công net cho khách hàng thôi chứ anh không còn làm game nữa. Bên anh cung cấp máy thôi. Vậy là cung cấp máy thôi mọi người chứ không có tiệm game. Đó. Thì bây giờ mọi người mà ai muốn có máy tính chơi game hay là sao đó ở xe đét này chắc chắn là quá gành cái tiệm này rồi. Khe net này lúc trước là tiệm game. Rồi xong rồi anh mới mở ra lại, anh cung cấp máy. Rồi xong rồi giờ anh mới khai trương lại gì đó. Tất cả mọi người sẽ đến. Bên anh là cung cấp máy số 1 ở Đồng Tháp đó nha mọi người. Tất cả các sản phẩm giá tốt cao cấp đến từ cái hãng nổi tiếng là bên anh có đầy đủ hết. Hàng luôn có sẵn, mọi người chỉ cần ghé là mua thôi chứ không cần phải đặt trước gì hết. Dạ. Hàng là có sẵn hết. Bây giờ thì mình sẽ quay những cái mặt hàng của ảnh có trưng bày trên kệ rồi nha mọi người. Okay. Có sự giúp mặt, có sự góp mặt của bên tay anh Phương nha mọi người. Anh này anh là anh Long Độ vô Gambo nhưng mà người chưa biết vô đại. Ủa anh Phương đâu? Không biết nữa, điện kêu ra đây tiếp Bà Khánh này, ở với anh đâu có trường. Dạ chắc anh Phương có công việc rồi. Đi công tác rồi. Thì hôm nay có anh Long với lại anh Hà qua giúp nha mọi người, tại vì không đủ. Sớm này đi không đủ. Xe nó đi công chuyện nó chưa về nữa. Về cũng vậy. Tao cũng vậy. Mày làm gì? Cũng vậy. Mày không có cho công chuyện gì mà đi. Chúng tao vậy mày bưng nào mày không lo. Tao bưng mà mày không ấy, tao giục mày luôn. Sáng đi về quê, sáng đi về vợ đó.
giờ anh em mình sẽ ngồi đợi rồi tới khi nào tới giờ múa thì anh em mình sẽ bắt đầu múa và sẽ quay cho mọi người xem nha. Đừng kê con mắt gì vậy, khai trương không có chữ được. Dám mới 50%. Đến 40%, 41%. Đây, ta đưa này nghe mày. Bên kia. Ủa, đưa bên này, đưa bên này. Bên này. Rồi, dám mới 5%. Dám 5% này chắc còn 41. Đây, bây giờ tới phần thằng Tảo Đẻ đây. Anh Đức nha mọi người, anh Đức ở Sài Gòn nha. Không, tại cao cao muốn người ta được đó, anh Đức ở Sài Gòn xuống cho múa lăn luôn. Fan về đây chơi là cho múa lăn luôn. Cho vậy luôn, chồng. Đó. Chơi lớn luôn á. Đây, ông này là đây, đây. Đây bánh bữa nay là ông Đẻ nha. Đây ba mình muốn Đẻ. Fan mà về đây chơi với anh em mình là vui vẻ lắm. Cho đi múa lăn cực khổ rồi chơi. Bắn luôn là thằng múa lăn. Không vậy, có ship, có dịp múa lăn quá vậy. À, cũng không phải là ngày nào cũng có đâu anh Đức. Cũng phải có dịp nữa. Ở chưa, mang bao tay nữa. Bao tay nữa hả? Đúng rồi, bao tay nữa, bao tay bao chân nữa. Ba, lo ba đi ba. Con lo đây chưa? Đi đâu chơi vô. Đi làm gì? Đẻ. Nay hết người. Hết người rồi, cho làm đẻ, làm thằng tài luôn. Đâu có, anh Đức này lúc anh bán cua trên Sài Gòn mọi người là anh có bận đồ con cua á, anh đi tới lui rồi. Đúng rồi, đúng không? Đúng, 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 đúng. Anh quen rồi. Đơn giản mà. Rồi. Rồi một hồi mình sẽ cho mọi người xem là ông thằng tài này với lại ông đẻ đó, hai ông này làm gì, hai ông này coi có nhảy múa gì được không nha, muốn quậy gì đó quậy nha. Ok ok. Rồi tài ông đẻ có rồi, còn hai ông đó lộn mình. Thank you.
chốt là sao anh đi? Giờ tiếp vô, tiếp vô,
Múa xong rồi nha mọi người, bây giờ anh em mình sẽ vô chúc anh chị sao mà anh em mình về nha. Đi đi. Đi vào. Đi đi. Đi đâu không vô chia chứ. Đồng. Anh ơi chị. Lại xíu. Tụi em múa xong rồi anh, thì em hay mặc tem em Phương Đồng Lăng, em chúc anh chị khai trương hồng phát. Rồi, phát tài. Cảm ơn nhiều lắm nha. Đồng Lăng múa quá đẹp quá hay. Dạ, cảm ơn anh chị. Em có gặp mặt đội kính chúc anh chị khai trương hồng phát để các đại lại làm ăn phát tài phát đạt dạng sự. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Rồi, dạ, cảm ơn đội mình nhiều lắm luôn nha. Em xin phép ạ. Ok.
Giờ anh em mình sẽ chuyển đồ rồi đi về nha mọi người. Đi. Thì hiện tại anh em mình đã về tới nhà mọi người, bây giờ anh em mình sàn đồ chuyển đồ vô nhà, quá đuối rồi. Đấm đuối luôn, đấm đuối như chỉ chuối luôn. Phải tối là hư hình hết rồi. Phải tối là danh đi chân không mọi người. Bỏ dép đi chân không, bằng áo luôn. Áo kia tương miêu ẩm mình lên cái bàn. Nước mắm, người nước tương, nó hú quá cao. Mới mua luôn. Áo nhẹ mới tặng luôn. Đi sinh nhật mà mình còn tặng ngược lên áo rồi, không hiểu. Nói vậy thôi, vài bữa đầu nó tới giờ ơi. Đó ơi. Có không? Có. Rồi ok, anh em mình sẽ chuyển đồ lên rồi. Anh em nấy mọi người thì cảm ơn mọi người đã xem hết clip này hôm nay của anh em mình nha mọi người. Nếu mà mọi người thấy hay thì nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình làm nhiều cái video hay hơn nữa nha mọi người. Giờ thì chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye.